Rồi khi mà đóng đổ sàn các bạn, thì chúng ta sẽ chờ những cây sắt, chờ để sau này gác giàn giáo. Thì đây các bạn thấy, mình có chờ hai cây sắt để dùng ở gác giàn giáo nè. Đây cây sắt này, cây sắt này với cây sắt này. À, sau này á, khi mà tô tường á, thì các bạn sẽ cho một cây 50 từ đây sọt qua đây, đúng không? Cây bên kia từ đây sọt qua tới đây, nhô ra ngoài. Giàn giáo thì để bên đây là một giàn giáo công son. Đó là mình sẽ đi xuống dưới để cho các bạn xem vài ba cái móc nữa. Đây các bạn, ở đây thì bạn thấy khi mà xây tường thì chúng ta sẽ chờ một cái ô nhỏ chỗ này đó mà. Ô nhỏ chỗ này thì thẳng hàng với ô nhỏ chỗ này là có một cái móc này, là để chờ để sau này bắt giàn giáo. Đó. Bên đây cũng có nè các bạn. Đó, khi xây tường thì chúng ta chờ ô nhỏ này, đúng không? Ô nhỏ này với cái móc này là nó phải thẳng hàng. Để sau này chúng ta sọt cái giàn giáo, sọt cái 50 á, từ đây nè, qua bên kia. Bắt giàn giáo công son bên ngoài. Thì cái này để giữ cho giàn giáo không bị lật á, rất là quan trọng luôn. Rồi mình mệt quá. Mình đi ra đằng sau. Rồi thì bây giờ mình đây mình có thêm cái nữa nè. Đó các bạn thấy không? Một cái ô nhỏ này và cái móc này nó sẽ thẳng hàng với nhau để bắt giàn giáo sau này. Thì khi mà đổ sàn á, các bạn chờ trước nha, móc cái sắt này vô sắt sàn. Đấy. Rồi bên này cũng vậy các bạn. Đấy. Ô nhỏ này và cây sắt chờ này phải thẳng hàng. Dĩ nhiên khi mà đổ sàn á thì chúng ta chờ cái sắt này trước. Khi mà đổ sàn thì chờ cái sắt này trước, sau đó xây tường thì cái loại cái ô đó đó là nhắm theo cái sắt này xây cho nó thẳng, đúng không? Chừa cái ô đó cho nó thẳng với cái sắt này, nghĩa là cái sắt này làm trước, ô đó làm sau.